Còn Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy trợ thính kỹ thuật số của hãng Bio ha. Đây là dòng máy trợ thính có dây à, mình giá của hãng là 500.000 ha. Model là CH238, giá là 500.000. Thì cái này được bảo hành 1 năm ha. Rồi chúng ta thử khui máy nha. Thì bên trong máy chúng ta sẽ có phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, một cái thân máy và dây nghe ha. Thì cái máy này chúng ta xem thấy nè, ở bên trái chúng ta có một cái màn hình 2-3 nút nè, nút ở giữa là mở nguồn, nút tăng và giảm volume. Rồi ở phía sau là cái đồ để chúng ta kẹp, chúng ta có thể kẹp vào áo, kẹp vào bên trong, giấu vào trong áo đó, hoặc là kẹp bên dưới túi quần. Rồi ở bên trên đây chúng ta sẽ cắm cái cọng dây vào, có một giắc cắm nè, chúng ta cắm vào giống như cái máy nghe nhạc bình thường ha. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ sử dụng là hai viên pin 3A. Chúng ta mở nắp pin ra. Và Sơn khuyên cả nhà mình lúc nào cũng xài pin khô nha, pin tốt á, để lâu trong đây sẽ không bị chảy pin hư máy. Tại những dòng máy to này nó cũng khá là bền đó. Còn nếu mà chúng ta xài pin mà rẻ tiền thì chúng ta thường xuyên kiểm tra nha, để coi có bị chảy pin hay không. Rồi chúng ta bỏ hai viên pin 3A vào theo đầu cộng đầu trừ nha. Trên thị trường thì những dòng máy trợ thính á, nó tầm khoảng có 100-200 ngàn cũng có, nhưng mà Sơn khuyên cả nhà mình nên mua những cái hàng chính hãng để được bảo hành tốt nè, kiểm định chất lượng và đảm bảo về an toàn cho sức khỏe nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai dây để chúng ta sẽ nghe hai bên, và chúng ta có thể cắm một bên cũng được nè. Khi chúng ta mở nguồn nha, đây ví dụ chúng ta cắm vào giống như nghe nhạc vậy nè, cắm vào hai bên tay ha. Rồi cả nhà mình thấy nè, mở nút nguồn ở trên giữa nha, mở nút nguồn á, nó nằm ở mức 8 là mức trung bình nha. Sau đó chúng ta có thể giảm hoặc tăng ha. Cái máy này cái âm thanh nó rất là lớn, chúng ta tăng maximum là tới 16 ha. Đó, và chúng ta có thể giảm ra xuống. Rồi khi không xài thì chúng ta sẽ ấm vào nút này để tắt nguồn, nút giữa cả nhà ha. Rồi máy cũng khá là đơn giản, dễ sử dụng ha. Rồi đây là cái dòng máy trợ thính của hãng Bio, máy trợ thính có dây giá 500.000. Còn nếu mà cả nhà muốn mua những cái dòng cao cấp hơn, hoặc là chúng ta tham khảo thêm những cái model khác, thì xem trên video của Sức Khỏe 60 Giây hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại.